Xin chào đón quý vị đến với ba mã loa tiếp theo. Ba mã loa này. Và báo cáo quý vị là trước khi vào giới thiệu mặt hàng thì em cũng thông báo luôn, và em sẽ cố gắng thông báo những bác nào, tất cả trên kênh YouTube của em quảng cáo bán loa ấy, các bác nào có nhu cầu muốn mua thì các bác gọi điện vào số điện thoại hoặc nhắn tin vào điện thoại. Tránh trường hợp là các bác là cứ nhắn tin vào Zalo. Em không có thời gian để vào thêm Zalo. Nhiều lúc nhắn tin cả đống Zalo lại bảo nhắn mãi không trả lời. Các bác nào cần thì gọi vào điện thoại, mà nếu không gọi được trên điện thoại thì hãy nhắn tin vào số điện thoại. Có nhiều bác rất là củ chuối. Mẹ, người ta bán hàng, nói thật là các bác thử làm dâu một họ nhà bác xem, đã vất rồi đây làm dâu trăm họ, không đơn giản nhé. Và ai thế thôi. Em bán hàng thì ai cũng muốn nghe để còn bán hàng, chứ không phải là gọi không muốn nghe. Ví dụ ơi, máy đang đổ chuông kia, em đang quay bài này, làm sao mà nghe được. Hoặc là các bác toàn gọi vào giờ người ta ngủ trưa, cứ 11 rưỡi 12 giờ các bác bắt đầu réo đến 2 giờ, hoặc là buổi chiều 5 rưỡi 6 giờ người ta phải ăn cơm uống nước, có hôm cũng phải đi bạn bè chứ không phải là lúc nào ở nhà đâu. Nên là để hợp lý hơn thì mong các bác là muốn lấy những đôi này, ví dụ là thích lấy những đôi như này chẳng hạn, mà liên hệ không được thì các bác nhắn tin thẳng vào điện thoại cho em, chứ đừng nhắn tin vào Zalo. Bởi vì là khi em có những hôm buổi tối muộn em mở Zalo ra, nó tràn lan trên Zalo, em không bán hàng trên Zalo. Không có thời gian để mở Zalo bởi vì cuộc điện thoại gọi suốt ngày. Chính vì vậy mong các bác là cứ nhắn tin và gọi điện thẳng đến số điện thoại cho em. Ngoài ra thì có một số bác, nếu bác nào cảm thấy thoải mái thì đến với kênh của em nhé. Còn không thấy thoải mái thì mời các bác đến kênh khác. Bởi vì là em bán hàng ở đây là không phải thích su nịnh các bác đâu, không phải quỳ mới xin các bác đồng nữa. Em bán hàng rõ ràng, công khai, văn minh, chứ không phải là là xin su nịnh các bác là dạ con này ngon lắm, con này đẹp lắm, giá công khai rồi nhá. Còn tâm ở đâu? Tâm ở đây này, người ta bán 7-8 triệu, đây bán có 5 triệu mấy đấy, tâm ở đấy ăn ít thôi, bán cho nó nhanh. Nhiều các bác bảo mẹ mày vừa đăng chửi rất là tục, mày vừa đăng xong mẹ bảo bán rồi, thế vừa đăng người ta mua mất rồi, chỉ bán rồi thì các bác cứ nghĩ là em ngâm bao nhiêu. Nên chính vì vậy các bác thông cảm, các bác nào gọi không được thì nhắn tin, gọi không được thì nhắn tin vào số điện thoại cho em. Nhắn vào số điện thoại cho em. Số điện thoại cho em. Còn sau đây em sẽ giới thiệu đến quý vị một số mã loa lần lượt các mã. Bắt đầu từ con LX. Bắt đầu từ con loa LX1. LX1. Con này là SP2664. Con này là dòng loa cổ, được thiết kế với lại một bát 30 chung giấy tép giấy PS66 ạ, chung giấy tép giấy bát 30. Con này thì nghe dòng nhạc cổ, nghe bát thì rất là sâu, thoải mái các bác. Dòng này là dòng loa của Canada, các bác có thể đánh được với một số âm ly cổ giống như Onkyo nhé. Giá 5.9 triệu. Nói tóm lại là dòng loa cổ này thì các bác cứ ghép dòng âm ly receiver cho em, cho bát nó mềm, nó ấm. Chiều ngang của nó là 38. Chiều sâu cả E căng 30. Cái E căng 30. Và chiều cao xem nào. 1, 2, 3. Chiều cao của em nó 60. Mức giá 5.9 triệu. 5.9 triệu một đôi loa như thế này. Các bác nhìn E căng này. Còn đẹp, nghĩ mãn luôn. Đây, con LX1 nhé. E căng LX1. E căng đẹp. Vỏ được thiết kế vân gỗ màu màu này, nó rất sang, nó không sáng loè loẹt quá, nó rất là sang, màu sáng. Đấy. Phía mặt trước loa là được sơn với một lớp sơn sần bóng, sơn sần ngoài bóng, sơn sần rất đẹp, được chưa? Như thế này đầy đủ cho quý vị chưa? Giá 5.9 triệu, không hay thì không lấy tiền. Sang đến con này, dòng loa cổ này thì nó lại còn chất hơn một nữa, đó là con này được thiết kế với lại màng giấy gân mút chung giấy, và con này là con tép còi đấy, tép còi. Con này thì là mặt trước của nó lại không phải là sơn, mặt trước nó được dán với lại một lớp da, một lớp da được dán, một lớp da đấy. Phía dưới cùng là lỗ thông hơi đấy, lỗ thông hơi. Còn về đây, con này của nó, tên của em nó đằng sau đây. Ít chật từ
Đây con này con Ranger. Con này là con Ranger HF801. Ranger HF801. Ranger HF801 được chưa ạ? Dòng loa cổ, công suất 80W. Vậy mà bát 30, hơn 30, 25, 80W. Những con này dòng loa Canada này phải nói là các bác nào đã chơi Canada thì các bác biết rồi. Âm thanh thì không thể chê được. Canada này, Mỹ, Pháp, Anh, Đức, một số dòng. Đây, Made in Canada luôn. Thùng vách còn đẹp, đẹp keng luôn. E căng ở dưới cũng đẹp, e căng đây. E căng luôn. Thùng vách của nó rất là đẹp. Đấy, e căng của nó sau luôn ạ. Con này giá 6,8 triệu. Bát này thì không mê mới là lạ. Giờ dòng loa cổ này đánh quá là đỉnh rồi. Chiều về phía dưới của em nó được thiết kế với lại một cái khoảng không, nó khoảng độ tầm 8 phân là một cái miển gỗ riêng, nó tạo cái điểm nhấn này. Phía dưới quý vị nhìn nó cách hẳn luôn đấy. Đấy. Chiều ngang này 38-39 phân đấy. Chiều cao thế nào? 1, 2, 3, 65. Chiều cao 65. Chiều cao 65. Và chiều sâu cả e căng tầm 28 đến 30 phân. Chiều sâu cả e căng. Con này mức giá 6,8 triệu. 6,8 triệu. 6,8 triệu. Xuống đến đây. Đây là cái dòng loa toàn giải của Pháp. Con loa toàn giải của Pháp này thì em đã giới thiệu khá là nhiều. Và trong từ đầu năm vừa qua đến giờ bán khi nó phải đến 500-700 đôi rồi. Hàng còn rất đẹp, đây chưa lau này, em lau này. Đấy, em lau đi, quý vị nhìn đi. Lau đâu sạch cái đấy, được chưa? Con này con loa toàn giải của Pháp. Đường kính của nó là 13cm, có hai mồm, màng giấy gân vải tầm dầu. Và giá của em nó là 800.000 một chiếc này. Công suất của em nó là 20W một loa. Báo cáo các bác là em bán dòng loa toàn giải này rất là nhiều. Số lượng, ví dụ như số lượng 10 bác thì phải 7 đến 8 bác bảo là hay. Nhưng có một số bác lại bảo chối, nghe thế nào kia, em bảo là hoặc là nghe nó phè phè rồi. Báo cáo các bác là loa toàn giải thì các bác phải biết là phải biết ghép, biết phối. Bởi vì là dòng loa toàn giải này các bác phải ghép vào âm ly receiver cao cấp hoặc là âm ly đèn các bác ạ. Nhá. Chứ còn con loa toàn giải của Pháp này mà các bác còn chê nữa thì chắc các bác chả chơi được loa nào nữa. Ngoài ra thì cái giá thành của nó lại phải nói là quá rẻ. 1,6 triệu một đôi. 1,6 triệu một đôi, nó quá rẻ. 800.000 một chiếc, 1,6 triệu một đôi. Thì con này 20W. Quý vị phải thấy rằng là quý vị phải thấy rằng là những con loa ông ơi cho nhỏ thế nào. Những con loa bass 30 40 của Mỹ, Electro Voice hoặc Antec Lansing. Bass 30 40 mà nó chỉ có 40 đến 50W. Vậy mà con này nó đã có đến 20W. Bass này. Nhá. Quý vị chơi ván hở con này cũng hay lắm. Một những bác nào đã chơi những dòng này rồi về, kể cả những bác nào độ xe hoặc chơi ván hở rồi, các bác cho em xin lời bình với con này đi. Đấy. Còn ghép lại âm trần thì rất là hay, cái âm trần. Cái biến thế này chỉ có tác dụng là khi dùng nó là nếu các bác đấu trên 10 đôi, 15, 20 đôi thì mới dùng cái biến thế này để nó chống suy hao đường tín hiệu, còn không thì bỏ nó đi. Đây về đấu thẳng như này cho em. Nó này thôi. Được chưa ạ? Giá 1,6 triệu một đôi. Đây. Còn một chiếc này là 800.000. Đấy. Hàng của Pháp, Made in France. Đấy. Đấy. Còn đâu sau đây em xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị đôi loa Bass 20. Bỏ, con này Bass 25. Con này con Bass 25 e căng liền. E căng được thiết kế điểm nhấn rất là đẹp. E căng liền dập đẹp. Quý vị muốn xem thì mở thùng loa. Con này là con Sera. Con loa Sera con này thiết kế với mức giá 3,9 triệu thì quý vị phải biết rồi. Con Sera SP2700. Được chưa? Này SP2700. Em nó có mức giá là 3,900,000. 3,900. Hàng quá chất rồi.
với mức giá 3.900.000 thì nó vượt xa tầm tiền. Chiều ngang của nó 30, chiều sâu của nó 25, chiều cao 1, 2, 3, chiều cao nó tầm 55, 52, 55, giá 3.900.000. Tiếp tục sang đến đôi loa cổ. Đôi loa cổ tiếp theo, con này phải nói là nó quá cổ. Đây, nhìn này, nó thiết kế này. Con này thì không hay thì không bán hàng nữa. Các bác nhìn ngay đường gân của em nó này. Loa cổ nhé, đây này, nhìn này. Độ nhún còn rất là tốt. Cao su còn zin luôn. Cao su còn zin đét. Ốc của những con này toàn ốc tứ giác. Đây này, ốc vuông này. Tứ giác tất. Nó tất, kể cả những con này tứ giác hết. Con này thiết kế với một bát 25, màng giấy, gân cao su. Đôi loa này các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc cổ điển. Em nó chơi hết. Nó là con Avante. Avante gì MK2 này. MK2. Tinh chỉnh volume, tinh chỉnh giải tép đằng sau đây. Hai đường cấp tín hiệu vào. Con này chở kháng 8 ohm. Mức giá là 4.950.000. Các bác cứ đi rời, đi biển, đi suốt đi. Các bác cứ sắm đi sắm lại, sắm mãi, sắm tái sắm hồi nó cũng mệt. Nếu cứ mức những tầm tiền như này các bác sắm những con này, bác nào cần ghép em ghép luôn âm ly cho. Âm ly nhà em rất nhiều. Rất nhiều và cũng âm ly rẻ tiền cũng có mà cao tiền cũng có, ít tiền cũng có. Nhưng tóm lại là để chơi những cái bộ nó tầm như này thì các bác cũng chưa đến chục triệu đâu. Đã cho quý vị chất lượng âm thanh rất là hay rồi. Đấy. Với bát 25 tép giấy này. Con này có mức giá là 4.950.000. Chiều ngang của nó này. Chiều ngang của nó 30. Chiều ngang của nó 30. Chiều sâu của nó độ 26, 28. 26 đến 28. Chiều cao con này rất là gọn này, 1 2, chiều cao 50. Chiều cao 50 ạ. Với mức giá 4.950.000 thì không còn gì để bàn. Không gì bạn. Sang đến với dòng Acoustic này nữa. Con Acoustic này thì các bác biết rồi đây. Acoustic model 520. Con này nhìn vào cái độ ngoài chất âm ra thì không nói rồi. Con này chất thì hay rồi. Nhưng độ sang trọng của nó thiết kế màu vàng này. Tất cả các vành loa được phủ vàng một lớp viền nhấn màu vàng. Và kể cả volume tăng chỉnh. Volume tăng chỉnh đường chung và đường tép. Này. Tăng chỉnh đường chung và tép cũng màu vàng tất. Con này thiết kế nhìn điểm nhấn rất là sang trọng. EKG dưới màu đen. Được. Thùng vách loa còn rất đẹp. Nó được thiết kế với lại một bát 30 gân mút. Con này nhìn thấy hết cả nội thất này, quý vị nhìn thấy chưa? Con này ăn mặc rất là sexy. Hàng ăn mặc rất là hở hang, sexy. Em nó mặc hơi khiêu dâm. Đấy, các bác nhìn thấy hết trong chưa? Đấy, sexy. Con này công suất là 200W. Độ nhạy 98 dB, gần xích suất 100 cơ. 98 dB. Này. Vậy là rất là cái dễ ghép loa rồi. Con này có mức giá là 6.800.000. 6.800.000 với lại con loa Acoustic. Đây, em mở nốt con dưới này ra cho các bác xem. Không các bác lại bảo đậy đậy che che hay nó thế nào. Đây. Được chưa ạ? Bát 30 này. Chưa. Con Acoustic model 520. Được chưa? Công suất 200W, vậy là đôi này là công suất 400W. Trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 98 dB, độ nhạy quá là cao rồi. Về chiều ngang của thùng này cũng 38 cm. Chiều cao thế nào? 1, 2, 3 nó tầm khoảng 66-68. Chiều cao khoảng 66 cm. Và chiều sâu tính cả ế căng này 30. Chiều sâu tính cả ế căng là 30 cm. Đấy. Vừa rồi là em giới thiệu cho quý vị toàn bộ clip một số mặt hàng loa. Quý vị nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169 961 169 961. Em giao cửa hàng toàn quốc. Được. Đấy. Ngoài ra thì máy lọc không khí cũng còn khá là nhiều. Các loại đầu CD, đầu giải mã cũng có. CD giải mã, CD và giải mã.
rồi âm ly, đẩy, rồi pao, còn rất là nhiều các bạn. Âm ly đánh các loại, quý vị nào cần ghép loa đều có hết. Đây, pao, rốt theo. Đấy. À đây, còn máy lọc không khí bên trong này. Máy lọc không khí bên trong đây cho các bác này. Máy lọc không khí này. À, bây giờ không khí khí hậu thì nó quá độc rồi, không giới thiệu, không nói nhiều nữa. Quý vị nghe thông tin đại chúng biết rồi. Số 30 giá 1,6 triệu. Máy lọc không khí đây. Sáp hết, có buồm, có ion, có plasma. Đây, có hộp buồm hết, con nào cũng có buồm hết. Đấy, có plasma. Và nó rất tốt cho những phòng nhỏ, cho trẻ nhỏ, người già. Nói tôi mình cũng tốt. Và khi quý vị dùng điều hòa, nó làm khô da, thì chính con này nó sẽ bù ẩm, nó làm cho cái lượng ẩm nhất định thôi, để đảm bảo sức khỏe cho mình, trong căn phòng của mình. Nên là quý vị nào đã dùng điều hòa thì nhất thiết phải có những con này. Ngoài làm bù ẩm ra thì nó lọc không khí rất là tốt. Đấy, đây con số 30 đều có ion plasma hết, tất cả hoạt động tốt. Giá số 30 giá 1,6 triệu. Số 58 giá 1,5 triệu. Con này nó lại to hơn con này một chút. Tại sao? Bởi vì con này là quý vị phải vệ sinh này. Đây này, nó có băng dính này. Đấy, em cạo đi hết này. Này, này.